Ok nhá, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em Hiệu sẽ dẫn các bác đi chơi nhá các bác nhá. Đây các bác có nhìn thấy đằng sau của em là cái gì không ạ? Mận Tam Hoa các bác nhá. Mận Tam Hoa, mận này rất là nổi tiếng của Bắc Hà. Thế thì hôm nay bọn em đã vào một cái vườn mận rộng cực kỳ luôn, rộng cực kỳ luôn. Thế thì Bắc Hà nó là một cái huyện của Lào Cai nhá các bác nhá. Cách Lào Cai là khoảng 80 cây. Đấy, đi như nào thì em cũng đã đi rồi, nhưng bây giờ hiện tại em đang đứng ở vườn mận đây. Bây giờ em sẽ vào vườn mận tham quan và cho mọi người tham quan mận Bắc Hà nhá. Đấy các bác ơi, sướng không này các bác này. Rộng lắm các bác ạ. Rộng lắm luôn đấy. Đây nhá. Vườn từ đằng kia kìa. Đến đây này. Rồi, ok anh em mình sẽ. Thật ra đây là chúng tôi là vào là em mùa rất là sớm nhá các bác nhá. Mùa rất là sớm. Thế là quả của nó vẫn còn đang hơi là xanh xanh này các bác này, quả đầu mùa này vẫn rất là hơi xanh. Đây là mận Tam Hoa của Bắc Hà các bác nhá. Đây thì bây giờ em sẽ ui giời. Này. Xài gì các bác ơi, mận đấy các bác ơi. Đấy, cả một vườn mận kìa các bác kìa. Đấy bây giờ di chuyển vào bên trong các bác nhá. Xài lắm này các bác này, nhìn cây này. Đấy, quả này. Anh đừng quả chín. Do dự không lấy mặt nhưng mà dính nó mặt mất rồi, to không? Ui dồi. Nhưng mà chưa chín, chín hoàn toàn nữa. Các bác ở đây này. Đấy. Sai cực kỳ luôn các bác nhá. Ờ, thế cái bên kia không phải của nhà cô à? À. Thế thì tí nữa. Bây giờ hôm nay mới biết đấy, hôm nay nhỉ? Đi đúng là ở Bắc Hà, ở Lào Cai nhiều mà hôm nay cũng to lắm luôn. Cũng mới biết là cái vườn mận đẹp như này luôn. Ui xổi, xài chưa các bác ơi. Đây là nó hiện tại là nó đang là đầu mùa nhá, nhưng cái quả này nó chưa chín đâu. Mấy hôm nữa nó chín nó còn đỏ hơn cơ, nó xuống màu nó còn đỏ hơn nhiều các bác ạ. Nào, xin mời các bác nhá. Ui giời. Ăn đúng mận đấy các bạn. Em không ăn được chua, hiện tại bây giờ đang hơi chua. Ôi giời. Các bạn nào mà đi du lịch nhá, nhân Lào Cai thì ở em Hiệu, để em Hiệu dẫn đi nhá các bạn nhá. Đây. Mận này các bạn này. Đấy, ui mận này. Đây mận Tam Hoa nhá các bạn nhá, sai chưa? Quả này ngon này cô này, toàn quả to này. Đây các bác ơi, mận này. Ui trời ơi. Sướng chưa các bác? Phê chưa? Cô chủ bảo là ăn thử mỗi cây một quả. Thì em đang tính cái vườn này sơ sơ nó có tầm khoảng 1000 cây. Thì không biết là vào bụng bao nhiêu quả nữa. Các bạn nhìn quả này. Có những quả thì nó lộ ra nhá, nhưng mà có những cái cây thì nó lại quả nó lại ẩn ở bên trong nhá. Hôm nay được cái nó mát trời các bác ạ. Đây, những chùm mận này. Đây là mận Tam Hoa nhá các bác nhá. Đây là mận Tam Hoa nhưng mà mận đầu mùa ấy, thế thành ra là nó chưa chín. Thành ra là nó chưa chín. Đấy các bác này. Em vừa lấy quả chín. Ôi, quả thấy thối rồi. Các bác ơi, quả của nó đây. Quả to nhá. To vãi. Chín không? Có chín. Chín. Ui dồi ôi. Bây giờ trên này này. Ok. Đâu em hái, em hái đi. Mà cao quá. Cao thì là mượn cô cái cưa, cưa xuống hái. Cô ơi, thắng mượn cái cưa cho cưa cây xuống nhá. Trời ơi nè. Chùm to thế này.
Ở Vinh cao đấy, về phát đi chiều cao đi em. Vinh cao hơn chị Vinh đấy. Em cầm đi chị ơi. Cho em kể. Bộ vào, yeah. Sướng lắm các bác ơi, vào buồn bận phê lắm. Đi bảo anh đâu. Đâu đâu. Có gì đâu. Sao mà anh nhớ thôi. Ôi nè. Đấy, bận đấy. Tôi cho giỏi luôn. Tại vườn luôn các bác ạ. Em ở trong bóng này là nhìn nó đang hơi khó về nhìn cái quả của nó. Không mưa bây giờ. Ui, chào quá. Sao? Mắc lưng que thế này. Không cầm được. Lấy ghế nữa. Lấy ghế. Phê lắm các bác ơi. Bận này, quá phê lắm các bác ơi. Đấy, đổi lúi, sướng lắm các bác ạ. Được cái này nè. Được cái gì? Nhưng mà mặt, cái điệu cười như kiểu giả tạo đấy. Trời ơi. Rồi các bác nha, xin phép kết thúc video ở đây nha.